Ngày nào thì cũng thật sô bồ, nhìn sao vẫn thấy thật an nhiên. Đầu tiên lại qua phố trang tiền, sau đó dạo một vòng bờ hồ. Qua lò đúng đã bắt phượng bò dẫn đường, đây không hề hồ đồ. Tốt nhất đừng nên giờ cho là một cốc trên đá sông, rẽ thẳng vào chợ Đồng Xuân. Chúng ta đích đến chính đây như là ở Hồng Tâm. Có chợ Đồng Xuân vui nhất, có chợ Đồng Xuân. Mùa nào thức nấy, xa gần đến mùa. Mà cổng giữa có chỉ hàng dừa, hàng cau, hàng quý, hàng dưa rồi hàng. Tây giờ về ta hiện tại.